Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về năm dấu hiệu sắp trúng số. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét nước két, dạng người ngưỡng mộ. Kính thưa quý khán giả, chắc cuộc đời của mỗi một chúng ta, vinh nhục chúng ta đều phải trải qua, đó là quy luật của tạo hóa mà. Tuy nhiên, có những người thì sướng từ khi mới nằm ở trong bọc trứng, còn có những người thì khổ cả đời. Với quý mệnh chủ và tôi, quý khán giả, tất cả chúng ta đều muốn biết được tương lai ở phía trước, chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng không ai biết được điều đó, và tử vi là môn khoa học dự đoán của người xưa để lại, phần nào đó sẽ giúp ích cho quý khán giả và bản thân của tôi. Chúng ta biết trước được khi nào chúng ta có tài lộc và khi nào tai họa ập đến, để khi mà tai họa ập đến thì chúng ta phòng tránh, còn khi tài lộc đến thì chúng ta giơ hai tay để nhận lộc. Vậy nội dung ngày hôm nay mà chương trình muốn gửi tới quý khán giả đó chính là nội dung như sau. Giới tử vi hé lộ bí mật chưa ai biết về dấu hiệu cho thấy tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được thần Phật che chở, đổi đời giàu sang, xóa sạch nợ nần, cuối năm nổ lớn, ăn Tết cực to. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, đôi khi con người ta đi hết một đời chỉ để truy cầu hạnh phúc, giàu sang và công thành danh toại, thế nên vất vả làm lụng mà quanh năm suốt tháng chỉ mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Có người chỉ mong đạt được ý nguyện mình mong muốn, vì ông trời không thể nào làm thỏa mãn hết tất cả các mong muốn của tất cả mọi người, mà điều mỗi chúng ta phải làm là phấn đấu, cố gắng từng ngày và biết nắm bắt thời cơ để xoay mình, đổi vận. Tin nhắn này được gửi đến mệnh chủ, người đang nghe, hy vọng khi quý mệnh chủ nghe được thì có thể cười lên, nếu mệnh chủ đang khóc thì sẽ dịu đi, nếu mệnh chủ đang giận dữ thì cười lên, nếu mệnh chủ đang buồn bã, nước mắt nhòa đi thì hãy để mọi thứ trôi qua. Và trong lá số tử vi này, chúng tôi sẽ chia sẻ về các dấu hiệu giúp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được trời cao độ mệnh, trúng tiền tỷ về tay, xóa sạch nợ nần, đổi vận giàu có, phát tài. Quý mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ thân mến, trong một tháng kéo dài 30 ngày, một năm 2024 với nhiều gian truân và vất vả, năm này coi như nháp cũng không hẳn là vậy. Khi bạn sống trên đời, cần hiểu trong thịnh sẽ có mầm của suy, còn trong suy sẽ có mầm của thịnh. Năm 2024 đơn giản là một năm sàng lọc lại tất cả những hạt mầm yếu, cho Đinh Tỵ dỡ hết ra những khối u hại, rồi sau đó mới xây dựng một cơ thể mới, một con người mới, một cuộc đời mới, một hành trình mới, bền bỉ lâu dài. Trong cuộc đời Đinh Tỵ về sau, tất cả cuộc hành trình của mệnh chủ từ 2020 cho đến 2024, đây là cuộc hành trình tiền hậu vận. Cuộc hành trình này đã kết thúc ở thời điểm bạn đang đọc những dòng này rồi. Bao nhiêu mất mát, bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu đơn độc, bao nhiêu dở òa ra trong bất lực, bao nhiêu dũng cảm can trường, đối diện tiến lên, bạn sẽ không bao giờ có thể quên. Có tình huống thì hiểu lòng người, mà có suy nghĩ thì hiểu được bản tâm, bản tính. Có gặp khó thì Đinh Tỵ mới biết được rằng mình kiên cường đến đâu. Có gặp thiệt thòi thì Ất Tỵ mới thấu minh thiện ngây ngô đến mức nào. Có gặp thiệt hại thì Đinh Tỵ mới hiểu đường tài chính, sự nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng để đi. Chẳng qua trước đây,
Đinh Tỵ không quan tâm đến tiền bạc, nên làm khi mọi thứ nó hanh thông, dễ dàng, cho đến lúc đời ép phải khởi cái tâm tham, hay trời đầy cho phải long đong, lận đận, thì mới thấy nơi cõi tạm, cái vật chất này khiến mình luẩn quẩn, hèn người đi lắm thay. Dù sao đi nữa, cũng chúc mừng Đinh Tỵ, bạn trong hơn mười mấy tháng qua đã quá kiên cường rồi, ngoài rắn nhà mà trong mảnh hổ, nhìn bình thản, mà ngăn dọc cả một trời biến động sâu thẳm, ở phía bên trong gọi là tháng nghỉ ngơi, vì đây là một tháng tốt cho Đinh Tỵ, trời sẽ yên, gió sẽ lặng. Tự nhiên có cơ hội đọc một cuốn sách, uống một ngụm trà, ngẫm về nhân sinh, hay những gì mình đã trải, tiền tài dễ hơn một chút, đường đời rộng hơn một tẹo, người đời dễ dàng hơn một xíu, cho Đinh Tỵ một khoảng lặng để thấu lại sự đời, tìm lại cái sơ tâm, tổng kết lại toàn bộ dòng xoay trước khi được chuyển cảnh. Ngay đoạn sau này có một kiểu người, không để tâm đến những thứ gọi là logic, họ không quá quan tâm đến vật chất, tiền tài, thành công hay sự nghiệp, họ giản đơn chỉ muốn ngắm nhìn nhân gian, ngẫm nghĩ cảnh đời, xem cái cách mà thế giới này vận hành trong sáng tối. Kiểu người này chính là xuất nguyệt chi xà, đi tìm kiếm, mắt để ý đến những điều hư ảo. Dù cuộc đời bạn phải quá hổ, dù mệnh số khiến bạn phải gai góc, dù mình thì mong bạn luôn giữ được cái sơ tâm, mong bạn luôn có thể bảo vệ chú mèo con ngây ngô trong chính tâm hồn mình. Nhân sinh đã nửa kiếp, cớ gì phải mất đi cái chất của chính mình. Và điều cuối cùng mong Đinh Tỵ nhớ, chỉ người thật, sự quan tâm đến ta, mới có thể nghe tiếng ta khóc trong lặng thinh, trong an tĩnh. Còn lại chủ yếu, dù bạn có dở hòa ra, cũng chẳng mấy người có thể nhìn và nghe. Đầu tiên là tổng quan tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Khôn ngoan chính là đặc điểm tính cách nổi bật của những người tuổi Đinh Tỵ. Điều này được thể hiện qua cách đối nhân xử thế, là tài ăn nói cực kỳ có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, họ biết cách tận dụng mọi ưu thế của bản thân để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Trên thực tế, sự khôn khéo của tuổi Đinh Tỵ chính là thành quả sau những tháng ngày thăng trầm. Càng trải qua nhiều khó khăn thì lại càng tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn. Chính vì thế, mọi người thường coi họ là những kho kinh nghiệm sống đáng để học hỏi. Người tuổi Đinh Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng trong công việc, luôn tập trung cao độ, có trí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Đinh Tỵ thích hợp với những công việc như lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Rắn là loài động vật rất khôn ngoan và kiên nhẫn, vì vậy họ luôn biết cách quan sát và chờ đợi. Vậy nên người tuổi Đinh Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Trong mối quan hệ với mọi người, họ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Đinh Tỵ luôn có một sự hồ nghi cảnh giác. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối, lạnh lùng, chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc cãi giả nặng lời. Người tuổi Đinh Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đoàn chí mạng, rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình, thường thì không quan tâm là người khác nghĩ gì. Họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Đinh Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng, rất thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm, hay ghen, thích chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng tuổi Đinh Tỵ cũng có một số nhược điểm, như không kiên định với lập trường vào những mục tiêu đã đề ra, khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Mặt trái trong tính cách linh hoạt của người tuổi Đinh Tỵ, đó là làm việc không có nguyên tắc. Điều này có thể khiến cho người khác mất đi sự tin tưởng vào tuổi Đinh Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ nhớ lâu, thù dai, nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội báo thù. Về công danh sự nghiệp, người tuổi Đinh Tỵ rất thông minh, có vốn tri thức phong phú ngay từ khi còn nhỏ, đã chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức. Với đầu óc tư duy linh hoạt, là người có hiểu biết phong phú về rất nhiều lĩnh vực, vậy nên mọi người gọi là những nhân tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cũng không phải là nói quá, chứ kiến thức dù có phức tạp đến mấy, thì bản thân họ vẫn sẽ cố gắng để lĩnh hội một cách đầy đủ nhất. Không ngại khó, ngại khổ, khi đào sâu nghiên cứu một vấn đề tri thức, những ưu điểm này sẽ giúp cho Đinh Tỵ gặt hái được thành công trong các ngành nghề chuyên về lao động trí óc hơn là lao động chân tay. Tuy không thích tiếp, nhưng người tuổi Đinh Tỵ vẫn có tài ăn nói khéo léo. Trong trường hợp cần thiết,
họ vẫn có thể trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, đồng thời thuyết phục với mọi người rằng ý kiến của họ là vượt trội nhất. Khả năng phản biện tài tình có thể giúp họ thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, vậy nên rất có thể sẽ trở thành bậc vĩ nhân trong các lĩnh vực như triết học, chính trị, tâm lý học, vì những công việc trong các lĩnh vực này sẽ giúp tuổi Đinh Tỵ có thể phát huy tối đa tài năng và trí tuệ của bản thân. Phong cách làm việc của người tuổi Đinh Tỵ lúc nào cũng chuyên nghiệp và độc đáo, với khả năng tập trung hơn người thì có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Tuổi Đinh Tỵ luôn kiên định với những kế hoạch đã đề ra ban đầu và sẽ tự hạn định thời gian thực hiện một cách chặt chẽ, dù có chịu bao nhiêu lời đàm tiếu thì vẫn quyết tâm tiếp tục làm việc cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Họ sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và sửa đổi bản thân mỗi khi gây ra sai sót trong công việc. Vì luôn có thái độ lạnh lùng nên tuổi Đinh Tỵ thường bị hiểu nhầm là những người thụ động khi làm việc, trên thực tế là người có trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều sáng kiến. Giàu tính sáng tạo cùng với gu thẩm mỹ độc đáo, những ưu thế này chính là chìa khóa giúp họ chinh phục đỉnh cao trong các lĩnh vực như thiết kế, thời trang, nghệ thuật. Nhờ có trực giác nhạy bén và tài phân tích kỹ lưỡng mà tuổi Đinh Tỵ có thể phán đoán được các tình huống sắp phát sinh. Vốn là con người kín đáo mà họ sẽ âm thầm chuẩn bị phương án đối phó trong mọi tình huống. Những người cạnh tranh với họ sẽ phải lúng túng bởi những chiêu bài để tung ra ngay trong thời điểm cuối cùng. Bản lĩnh và sự tự tin giúp những người tuổi Đinh Tỵ không bao giờ bị rơi vào bẫy của kẻ thù. Nhờ vào những điều này, họ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Người tuổi Đinh Tỵ luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thích đạt được thành tích cao trong công việc, không chỉ khắt khe với chính bản thân mà còn có yêu cầu cực kỳ cao với nhân viên, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và trí tuệ để đánh đổi được kết quả làm việc xuất sắc nhất. Do đó, họ sẽ không bao giờ gây ra những sai lầm nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp. Nhược điểm của người tuổi Đinh Tỵ trong công việc là đa nghi quá mức. Họ rất ít khi thực sự đặt lòng tin vào những người cộng sự của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phán đoán tình huống, thậm chí cũng có thể vô tình tổn hại đến mối quan hệ với các đồng nghiệp. Chỉ vì những nghi ngờ vô lý, những nhân viên sẽ luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải làm việc với một lãnh đạo hay nghi ngờ. Để khắc phục điều này thì cần phải học cách tin tưởng và cởi mở với mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Tỵ có lộc cách, cho nên đi theo con đường kinh doanh thì có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp cho Đinh Tỵ đạt được vinh quang, mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng. Nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc thì tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều thuận lợi, vì có tính tiêu quan nên dù kiếm tiền tốt thì vẫn bị hao tốn, lại hay giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản, cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Nữ mệnh Đinh Tỵ có lòng thương người, nhân từ và bác ái, do đó tuổi Đinh Tỵ rất chăm đi làm điều thiện, giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt như vậy thì tính tình lại khá nóng tính, thế nhưng lại được trời phú cho một trí tuệ thông minh hơn người. Cho dù có tiếp cận vấn đề sự việc kém, thế nhưng lại giải quyết vấn đề rất nhanh. Do vậy, những nghề hợp với nữ Đinh Tỵ như giáo viên, giáo sư hay thanh tra thẩm phán. Nam mệnh Đinh Tỵ tuy nóng tính nhưng lại có suy nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến, thế nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm. Có điều, vì hay cậy mình tài mà vì thế rất cao ngạo, ngông cuồng, do đó tuổi Đinh Tỵ rất thích hợp khi làm kinh doanh. Làm người nông dân thì mát tay, làm người công nhân, kỹ sư thì đều có tay nghề cao. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn. Trong công việc Đinh Tỵ nam mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình. Về đường công danh, tài lộc là Đinh Mùi, Đinh Tỵ và Quý Sửu. Những tuổi này sẽ giúp cho người tuổi Đinh Tỵ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn, trở ngại, thu về nhiều tài lộc. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn, Đinh Mùi, Ất Tỵ và Quý Sửu là những tuổi thích hợp nhất để tuổi Đinh Tỵ nữ mệnh hồn hợp làm ăn đầu tư. Kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện luôn gặp may mắn, thuận lợi, không lo sụp đổ hay thất bại, thu về nhiều tiền tài, dạng sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất với tuổi Đinh Tỵ, đặc biệt là chuyện lớn, quan trọng thì nữ mệnh Đinh Tỵ nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn,
sẽ được mọi sự như ý, đại cát đại lợi, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, thành quả thu về thì ngoài sự mong đợi. Về tài lộc, kiếm được tiền là một dạng phát tài phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài, nhờ quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhờ duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn dung tay quá tráng. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Đinh Tỵ đã có số dượng tài, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có quạnh tài bất ngờ, quý mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc hay bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dùng công sức cho một việc, chắc chắn thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Về phương diện tình cảm, những người tuổi Đinh Tỵ trời sinh có khí chất quyến rũ, khó ai sánh bằng, vì cả nam và nữ tuổi này đều có ngoại hình xinh đẹp, rất biết cách chăm chút cho bản thân, đôi lúc lại quá sa đà vào việc làm đẹp, khiến cho bản thân trở nên quá mức phô trương và lòe loẹt. Lòng kiêu ngạo sẽ được thỏa mãn khi thu hút được mọi sự chú ý của mọi người xung quanh. Là người luôn rất tự tin vào sức hút của bản thân, thế nên thường tỏ ra lạnh lùng, kiêu kỳ trước mặt đối phương. Tính cách này cũng là nguyên nhân khiến họ hiếm khi chủ động trong việc bắt đầu một mối quan hệ mới, vốn là người giàu tình cảm. Nên người tuổi Đinh Tỵ luôn mong ước về một mối tình hoàn mỹ như trong truyện ngôn tình. Họ biết cách quan tâm, chiều chuộng nhu cầu của người yêu. Hơn thế nữa, những lời tán tỉnh đường mật cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Người tuổi này luôn tỏ ra nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm và sẽ không ngại giới thiệu người yêu với bạn bè, với người thân trong gia đình. Đối với họ, hành động này được coi như một lời cam kết chính thức dành cho mối tình của hai người. Khi yêu một người tuổi Đinh Tỵ thì đừng nên nghĩ đến việc lừa dối họ, bởi lẽ họ sẽ sẵn sàng dùng đến những phương thức trả thù ghê gớm. Người tuổi Đinh Tỵ càng yêu nồng nhiệt bao nhiêu thì càng tỏ ra ghen tuông bấy nhiêu. Với nội tâm nhạy cảm, họ luôn có cảm giác thiếu an toàn trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu. Chính vì thế, họ sẽ chiếm hữu và kiểm soát người yêu một cách chặt chẽ, và một khi đã ghen tuông thì sẽ trở nên mù quáng, có thể sinh lòng đố kỵ chỉ vì những lý do nhỏ nhặt. Kể cả sau khi đã chia tay đối phương thì vẫn không muốn người yêu cũ tiến đến với bất cứ ai. Vậy nên bản thân họ sẽ thường xuyên gây ra phiền toái cho người cũ. Chỉ khi học cách nên tỉnh táo và khoan dung hơn thì mới có thể duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Vận đào hoa của người tuổi Đinh Tỵ khá tốt, nên sẽ có duyên phận với nhiều người khác phái. Bên cạnh đó, họ cũng muốn được phiêu lưu trong ái tình để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Chính vì thế, họ sẽ trải qua khá nhiều mối tình để trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Người tuổi này luôn khát khao cảm giác được yêu chiều, vậy nên người bạn đời của họ phải cố gắng dành thời gian quan tâm họ mỗi ngày. Chỉ cần cảm thấy trống vắng một chút thì họ sẽ dễ dàng bị cuốn theo những niềm vui bên ngoài. Để gìn giữ tổ ấm gia đình thì phải biết trân trọng cuộc sống hôn nhân hiện tại và khống chế bản thân không bị mê hoặc bởi những ảo tưởng phù phiếm. Nữ giới tuổi Đinh Tỵ sở hữu nét duyên ngầm, lại có ngoại hình quyến rũ, vậy nên thường xuyên nhận được sự săn đón của cánh mày râu. Họ sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu, nguyện trao trọn con tim cho đối phương. Điều duy nhất họ muốn nhận được từ người yêu là sự chung thủy tuyệt đối đến tận cuối đời. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ rất đảm đang, biết chiều chuộng chồng lại giỏi chăm con. Lấy được con gái tuổi Đinh Tỵ làm vợ thì người đàn ông sẽ không bao giờ phiền lòng bởi chuyện gia đình. Sau khi kết hôn, con gái tuổi Đinh Tỵ thích được chồng quan tâm, chăm sóc như những ngày mới yêu nhau. Ưu điểm của nam giới tuổi Đinh Tỵ trong tình yêu chính là ngoại hình bóng bẩy và tài ăn nói ngọt ngào. Nhờ có vẻ ngoài điển trai, họ không cần phải tốn công sức mà vẫn khiến nhiều người nguyện trao tình cảm cho họ. Đối với người yêu thì sẽ hết lòng yêu thương cưng chiều. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Đinh Tỵ sẽ nỗ lực làm việc để lo cho gia đình có một cuộc sống sung túc. Cũng chính vì điều này mà họ có ít thời gian dành cho những người thân yêu.
Và sau đây là dẫn trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện sự nghiệp, xem tử vi khoa học của 12 con giáp thấy rằng vận trình sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có cơ hội bước sang trang mới trong thời điểm này. Nếu bạn có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân thì khả năng được cất nhắc là rất cao. Tam hội chiếu mệnh, chính vì thế các quan hệ xã giao thuận lợi, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người bạn đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội, công việc rất triển vọng. Nếu dám nắm bắt và chịu bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng dần dần tìm ra định hướng công việc cho mình, nhờ đó bạn không còn cố gắng một cách vô mục đích nữa. Cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu, bạn làm gì cũng thấy hăng hái và tích cực hơn, đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm. Với những ai đi thi tuyển, xin việc, bạn cũng dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng nhờ khả năng giao tiếp khéo léo, hấp dẫn của mình. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ cũng không cần phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong thời điểm này. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng đến cùng thì ắt sẽ thu được tiền về đầy túi. Tam hợp xuất hiện, quý mệnh sẽ không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt trong thời điểm này. Thậm chí dù có là đối thủ thì họ cũng là người thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hướng chính xác, khiến bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm về nguồn lợi nhuận ổn định. Với người làm buôn bán nhỏ lẻ, bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được chữ tín cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của bạn cũng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương, được lâm quan giúp đỡ, bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể nên được cấp trên đánh giá rất cao. Khả năng thăng chức, tăng lương trong tháng này khá cao, vì thế mà túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ từ nay đến Tết cực kỳ hanh thông. Bởi bạn được rất nhiều các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh, thậm chí bạn không cần phải chủ động thì cũng sẽ có người đến làm quen, xây dựng quan hệ với bạn. Bạn thường được người thân thiết giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn và đối phương có thể thử trò chuyện cởi mở với nhau, rất có thể bạn sẽ nhận ra hai người có nhiều điểm chung đấy. Các tinh Thái Dương và Thiên Dương xuất hiện, chính vì thế tự bản thân bạn cũng rất tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên đào hoa là dấu hiệu tốt đẹp, dự báo cơ hội thoát cảnh độc thân, song bạn đừng vì thế mà trở nên thăng hoa bạn nhé. Bạn đừng có giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người một lúc. Song, với người đã có đôi thì bạn lại cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên buông thả theo những thú vui nhất thời. Trước khi làm việc gì lúc này, bạn cần cân nhắc đến gia đình, người thân, thậm chí là cả sự nghiệp và danh tiếng của mình. Đừng để những điều mình tốn công xây đắp suốt khoảng thời gian vừa qua trở nên uổng phí. Ngược lại, bạn nên có cách tận dụng các mối quan hệ trên để họ giúp ích cho mình, khiến sự nghiệp càng thêm phần hanh thông. Xét về phương diện sức khỏe, vấn đề sức khỏe cũng không có gì đáng lo đối với tuổi Đinh Tỵ. Bạn có một cơ thể khỏe mạnh cũng như tâm lý lạc quan, tích cực. Vì vậy mà bạn luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động, đối diện với các thử thách. Thời điểm này, bạn có thể sẽ phải tham gia vào nhiều hoạt động xã giao. Chính vì thế, bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân hạn chế uống rượu bia, ít ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, không điều khiển các phương tiện giao thông khi không tỉnh táo để tránh những sự cố đáng tiếc. Quý khán giả thân mến, con người sinh ra ai cũng mang trong mình bản tính lương thiện. Chỉ có điều, theo thời gian nó đã bị lu mờ bởi những phong trần nơi thế tục muốn gột rửa tâm lẫn thân này. Phải tu dưỡng bản thân cũng chính là gieo thiện duyên với Phật, vì chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài không thể phát sáng được. Bạn có thể tự mình tôi luyện để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật, chờ đợi Phật ân. Và sau đây là những điều chứng minh bạn là người có duyên với Phật, được Phật che chở và ưu ái. Đầu tiên là trong tâm có Phật.
chính là Phật duyên. Phật vô xứ bất tại tu, Phật không ở vẻ bên ngoài mà ở tại trong tâm. Bạn có tâm như thế nào? Có tin Phật tồn tại hay không? Chỉ cần trong tâm có Phật chính là đang kết duyên với Phật. 2. Là dứt bỏ dục vọng xấu. Đây chính là Phật duyên. Phật duyên chính là giảm bớt đi những dục vọng quá đà. Trong kinh Phật nói, chưa đoạn được tự ngã tình ái thì khó nhập cảnh giới thuần tịnh. Tất cả những đau khổ của con người đều do việc theo đuổi những sai trái mà thành sự cố chấp của ngày hôm nay, có thể tạo thành sự hối hận của ngày hôm sau. Nếu như bạn không tự đem lại phiền não cho chính bạn thì người khác cũng chẳng bao giờ đem lại phiền não cho bạn. Mọi thứ đều là vì nội tâm của bạn không dứt bỏ được cái dục vọng xấu. Có thể buông bỏ được dục vọng xấu đó cũng chính là có duyên với Phật. 3. Là đối diện với cuộc sống một cách bình hòa. Đây chính là Phật duyên. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Cùng tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ càng dễ làm người mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn. Không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật dạy chúng ta biết cách dùng tâm tĩnh lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thể tính bộc lộ một cách tự nhiên, bình hòa đối diện với cuộc sống. Đó chính là có duyên với Phật. 4. Là có trách nhiệm với việc làm của mình. Đây chính là Phật duyên. Phật duyên chính là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người có tâm Phật không nhìn vào sai lầm của người khác. Nếu chỉ nhìn vào sai lầm của người khác thì không nhìn thấy được sai lầm của mình. Do vậy, bạn cần phải hiểu rõ bản thân, nhìn rõ những việc mình cần làm cũng như hậu quả của nó. Bởi vì bạn cần có trách nhiệm với hậu quả đó, đừng để cuộc đời của bạn lãng phí bởi những nơi mà bạn nhất định hối hận. Có trách nhiệm với việc làm của chính mình là có duyên với Phật. Và bạn có tín niệm tốt lành, đây chính là Phật duyên. Phật duyên là trong tâm có tín niệm. Trong lúc bạn đau khổ nhất, chỉ cần bạn có tín niệm rằng đau khổ không phải là mãi mãi, bạn nhất định có sức mạnh để chiến thắng đau khổ. Đây chính là một dạng tín niệm. Có thể nói tín niệm là con đường chủ đạo của đời người. Thành Phật hay thành ma cũng chính là ở tại một niệm. Nếu có tín niệm tốt, đó chính là có duyên với Phật. Dân, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Chương trình đến đây là hết. Một lần nữa, kính chúc quý khán giả sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.